Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, Đại hội đồng IPA 41 và Hoàng hậu Hà Lan Massima, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tài chính bao trùm vì phát triển, cùng lãnh đạo các nước ASEAN. Hội nghị là dịp để các nhà lãnh đạo ASEAN lắng nghe ý kiến và cùng trao đổi với các nhà lãnh đạo nữ tiêu biểu trong khu vực, nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của phụ nữ trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và phục hồi tổng thể sau đại dịch. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục hội nhập và liên kết sâu rộng, phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mọi quốc gia, cũng như trong việc giải quyết các thách thức an ninh trong khu vực. Dù chỉ chiếm 2% tổng số các nhà đàm phán, hòa giải, nhưng vai trò của phụ nữ không thể thiếu được trong phát triển kinh tế xã hội. Các chính sách giãn cách xã hội và tập trung nguồn lực quốc gia cho công tác phòng chống dịch cũng đang góp phần làm gia tăng nạn bạo lực gia đình, giảm chất lượng các dịch vụ y tế thiết yếu đối với phụ nữ. Do đó, để thu hẹp khoảng cách giới và giảm thiểu nguy cơ phụ nữ bị bỏ lại phía sau trong thế giới hậu đại dịch, hơn bao giờ hết, người phụ nữ cần được đặt ở vị trí trung tâm trong nỗ lực và chính sách ứng phó, khắc phục các tác động của dịch bệnh của mỗi quốc gia và khu vực. Sau gần 5 năm thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, chúng ta đang hướng đến một cộng đồng thống nhất, hòa bình, ổn định và cùng chia sẻ sự thịnh vượng, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng cho tất cả mọi người, nhất là phụ nữ và trẻ em gái. Dù là lực lượng chủ chốt trong phòng chống đại dịch, song phụ nữ cũng nằm trong nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Do đó, để vượt qua đại dịch, điều kiện tiên quyết là chúng ta cần phải đảm bảo những quyền lợi chính đáng về kinh tế và sức khỏe của người phụ nữ bằng những giải pháp hiệu quả và kịp thời, cũng như bảo đảm rằng các nỗ lực quốc tế, khu vực và quốc gia vì bình đẳng giới sẽ tiếp tục được duy trì, thúc đẩy và không bị cản trở bởi đại dịch. ASEAN cần đặt người phụ nữ vào trọng tâm của công cuộc tái thiết và phục hồi, tăng cường vai trò lãnh đạo và tiếng nói của phụ nữ trong các quá trình đưa ra quyết sách, cũng như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, củng cố sự tự cường của cộng đồng trước những cú sốc từ bên ngoài. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đưa bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thành một ưu tiên quan trọng trong tiến trình xây dựng tầm nhìn cộng đồng sau năm 2025, ASEAN cần có cách tiếp cận mới, sáng tạo và hiệu quả hơn để phát huy vai trò của phụ nữ trên mọi phương diện, đặc biệt là cần tận dụng các lợi ích do tiến bộ khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số mang lại để nâng cao năng lực và phát huy tiềm năng của người phụ nữ.